Hôm nay Vân làm cái vlog này để chia sẻ với các bạn một chút cái kinh nghiệm của bản thân mình để chụp ảnh có được những cái tấm ảnh đúng và đẹp cho cái hồ sơ xin visa K1 của mình, cũng giống như là để có các bạn lưu giữ lại những cái kỷ niệm đẹp khi mà các bạn đi chơi chung với nhau. Đây là những cái kiến thức chụp ảnh hết sức là căn bản. Mình học được và mình cũng trải nghiệm qua một thời gian khá là dài. Thì mình tóm gọn và mình chia sẻ với các bạn đây. Hầu hết những cái hình ảnh á, thì Vân tự chụp bằng điện thoại thôi. Mình tận dụng những cái mà mình có. Nói chung là mình cũng không có camera chuyên nghiệp, đắt tiền, hoặc là những cái thiết bị khủng gì đâu. Nhưng đây là những cái nguyên tắc chung khi mà chụp ảnh. Và các bạn một chút đó, là trước khi chụp là các bạn phải dọn rác theo đúng cái nghĩa đen. Trong cái phần dọn rác này nè, là có cái phần đó là các bạn nhớ vệ sinh cái ống kính camera hoặc là cái lens ở ngay cái điện thoại của mình á, tại vì chúng ta là dùng cái điện thoại rất là nhiều, nhiều khi mình chạm vào rồi xong rồi nó để lại cái dấu vân tay thì nó sẽ làm mờ đi đi cái ống kính. Chúng ta chỉnh sửa quần áo một chút cho tươm tất. Có những cái ảnh thì Vân thấy rồi, cái góc chụp rất là đẹp, cái gương mặt của cái người mẫu cũng rất là đẹp, nhưng mà nó hở ra một vài cái chi tiết quần áo thì nhìn nó không được hay lắm. Chú ý đến cái hoàn cảnh, cái không gian và thời gian khi mà mình chụp ảnh. Ví dụ như là mình đi đám cưới thì mình có thể cười thoải mái, rồi mình chụp mình tạo dáng nhí nhố một chút. Còn nếu mà như là mình đi vào một cái đám giỗ thì mình nên nghiêm túc và tỏ vẻ thành kính một chút. Các bạn hãy tìm cách làm nổi bật cái chủ thể, cái người mẫu của bức ảnh lên. Thì các bạn có thể dùng những cái cách như là các bạn chọn cái hướng ánh sáng cho phù hợp nè. Các bạn sử dụng những cái hiệu ứng thì các bạn cài, có thể là cài cái app vào trong cái điện thoại và chỉnh sửa sau khi mà mình chụp hình, hoặc là các bạn xóa cái phông đi, thử một vài cái hướng để các bạn chọn ra được cái góc đẹp cho cái gương mặt của cái người mẫu. Vì có người thì thường chụp thẳng thì đẹp, có người nghiêng chút thì đẹp, cái người đó có cái mũi cao hoặc là người đó có cái gương mặt góc cạnh, thì các bạn để ý những cái chi tiết đó. Các bạn phải xác định cái trung tâm để các bạn đặt cái người mẫu, đặt cái chủ thể vào trong đó. Thì đây là cái cách mà xác định trung tâm cái bức ảnh của mình. Đây, các bạn xem nhé. Cái khung ảnh của mình là hình chữ nhật như thế này. Thì các bạn hình dung ra hai cái đường chéo như thế này, thì cái điểm ở giữa này chắc chắn đã là trung tâm rồi. Nhưng thông thường khi mà chụp ảnh á, ít khi nào mình đặt cái mặt của người mẫu vô chính xác cái điểm trung tâm này. Nên là các bạn chia cái đoạn này nè ra làm hai. Các bạn hình dung chưa? Các bạn hình dung ra chưa? Nó sẽ có một cái hình chữ nhật như thế này nữa. Thì các bạn đặt cái gương mặt của người mẫu vào một cho những cái điểm này thì là đã là vào trung tâm rồi. Chú ý khi mà chụp á, ví dụ như là hai người thì hai người sẽ đứng ở một bên góc bên này chứ không đứng ngay ở giữa. Thì nếu mà cái người mẫu á, người ta hướng về phía bên này á, thì các bạn phải để cái khoảng không phía trước của họ là rộng hơn là cái khoảng ở phía sau lưng để mình khỏi cắt cái tầm nhìn của họ. Và nhất là khi cái người mẫu mà có vẻ như là đang đi tới trước á, thì các bạn phải để cái khoảng không để cho họ bước tới, chứ không có thể nào mà chụp cắt cái bức ảnh như này rồi chừa đằng sau thiệt là nhiều, thì không có nên làm như thế. Tôi lưu ý các bạn á, là luôn luôn mình để cái phần trống, cái khoảng trống ở trên cái phần trên đầu á, là nó phải nhiều hơn cái khoảng trống ở phía chân.
Cũng lưu ý với các bạn á, các bạn phải chụp hết cả chân của người mẫu, nên chừa trống ra một khoảng chứ đừng chụp sát quá cũng sẽ không có đẹp. Đây là cái phần đặc biệt mình lưu ý nhắc các bạn khi mà các bạn chụp ảnh cho bằng chứng xin K1 visa. Hình ảnh luôn luôn phải có mặt hai cái nhân vật chính. Điều đó chứng tỏ các bạn đã gặp trực tiếp, gọi là in person, face to face đó. Không nên chụp selfie nhiều mà các bạn nên nhờ người khác chụp để cái phông nền ở đằng sau á nó nhiều một chút, tức là có cái background đó. Cái background nó sẽ thể hiện các cái nơi chốn mà bạn đã viếng thăm, cũng như là những cái hoạt động mà các bạn đã làm cùng với nhau. Tấm ảnh này mình nhờ người khác chụp và mình chọn cái vị trí mà phía sau nó có màn hình những cái chuyến bay. Còn ở tấm ảnh này thì tụi mình chụp trước một cái nhà thờ. Đây là tấm ảnh mà nhìn vào thì các bạn sẽ nhận ra ngay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm nền. Bên chọn mặc áo dài vì một vài lý do. Một trong những cái lý do đó là trên áo vân mặt có hình con chim hạc và trên áo của anh ấy cũng vẽ hình con chim hạc. Tụi mình là một cặp chim mà. Tấm ảnh này được chụp vào một ngày nắng, mây trời rất là đẹp. Các bạn thấy rất rõ đó là chợ Bến Thành. Hơn nữa, đây là một tấm ảnh chụp ở nơi công cộng và tình cờ có một bác đội nón lá lọt vào nhìn rất là tự nhiên. Rất là Việt Nam. Đây là tấm ảnh chụp trước nhà hàng, tụi mình đi ăn với một người bạn. Còn đây là chỗ quầy tiếp tân của khách sạn tụi mình ở. Các bạn cứ nhờ nhân viên lễ tân họ sẽ sẵn lòng giúp thôi. Và các bạn giữ những cái receipt và những cái hóa đơn phát sinh ở những cái nơi này lại. Bạn không nhờ được người khác giúp chụp hình thì các bạn có thể selfie như những cái hình mẫu này. Tấm ảnh này thì có bảng chữ phố đi bộ Bùi Viện ở phía sau. Một trong những cái chuyến anh ấy đến Việt Nam là vào mùa trung thu nên mình tận dụng luôn cái cảnh thời sự ở đường phố làm nền. Cái tấm ảnh này là có hình hoa phượng là đặc trưng cho mùa hè ở Việt Nam. Mối quan hệ của các bạn á, là một cái mối quan hệ nghiêm túc và hướng đến lâu dài. Các bạn sẽ trải qua cả cái phần đời còn lại với cái người hôn phu hôn thê của mình hoặc là vợ chồng của mình. Cho nên á, là các bạn không có việc gì phải giấu giếm cả. Các bạn cứ công khai mối quan hệ, nên là các bạn nên chụp ảnh với gia đình và với những cái bạn bè thân thiết của mình. Các bạn hãy tạo những cái khoảnh khắc chứng tỏ là các bạn hạnh phúc ở bên nhau, các bạn quấn quýt với nhau, các bạn đem nhau đi cùng ở mọi nơi, mọi lúc. Điều đó thì các bạn có thể là thể hiện bằng cái ngôn ngữ cơ thể trong cái tấm hình của các bạn. Ý với các bạn là các bạn nên thay đổi cái thời gian và không gian chụp. Nên là các bạn có thể là thay đổi quần áo hoặc là phụ kiện. Ví dụ như sau ngày đính hôn, sau ngày cưới thì các bạn nên đeo nhẫn. Các bạn một cái chi tiết nhạy cảm nhưng mà cũng khá là quan trọng nha. Trong những cái bức hình mình chụp đó, thì nên thể hiện cái sự vui vẻ thân thiện nhưng đừng có tính chất sắc. Bạn không nên chụp ảnh ở trong phòng ngủ và cũng không nên chụp những cái tấm ảnh mà nhìn nó nhạy cảm, tạo những cái hành vi thể hiện kinh dị. Các bạn cũng nên chú ý đến cái yếu tố văn hóa và tôn giáo. Các bạn không nên thể hiện cái sự bất kính hoặc là bài bác các cái tôn giáo khác.
Còn khi chụp ảnh ở Việt Nam á, thì các bạn không nên ngồi lên bàn. Nếu có thể thì các bạn cài luôn cái ngày tháng vào trong cái camera hoặc là cái điện thoại của mình, để khi mà mình chụp nó thể hiện ở trên cái bức ảnh luôn. Một điều rất là quan trọng là các bạn không bao giờ nên làm giả. Các bạn sẽ bị phát hiện ngay thôi. Mặc dù có không bị phát hiện ra thì mình cũng nên làm cái điều đúng đắn. Các bạn không nên giả mạo thời gian hoặc là nơi chốn mà các bạn chụp ảnh. Thì Vân sẽ chỉ vào từng cái tấm ảnh cụ thể và Vân nhắc cho các bạn những cái chi tiết cần chú ý để các bạn có được những tấm ảnh đẹp và lạ. Những cái hình ảnh này thì Vân hoàn toàn chụp bằng điện thoại cùi bắp thôi. Chúng ta tận dụng những cái gì mình có và cố gắng khắc phục cái sự thiếu sót về phương tiện bằng nội dung và ý tưởng của bức ảnh nhé. Các bạn chú ý đến cái yếu tố đồng nhất và tương phản nhé. Ở đây Vân nhấn mạnh về màu sắc và ánh sáng. Tấm ảnh này các bạn thấy chỉ có hai tông màu trắng và đen thôi. Nên nếu các bạn muốn có điểm nhấn thì đội mũ chị già Noel cho cô ấy nhé. Ảnh này thì toàn một màu xanh cùng một cái tông tím nhưng mà khác xíu thôi, vẫn cứ nổi. Màu hoa tím trên nền trời xanh trong, tương phản. Trong tấm ảnh này thì anh chị em có thấy hoa vàng trên lá xanh? Đây là bonsai, quả thì nhỏ mà gốc thì to, màu sắc thì xanh đỏ tương phản. Bức ảnh này có màu đỏ và đen. Các bạn thấy ánh sáng rọi vào mặt người mẫu đó cũng tạo nên một mảng sáng tối tương phản. Các bạn chú ý đến những ánh sáng trong những cái bức ảnh này nhé. Tấm ảnh này hai người không có đứng ở giữa ảnh, lật về một bên xíu. Các bạn có thấy cái chữ watermark ngay cái trung tâm không? Vì Vân ngồi trong xe chụp ra nên là bị hạn chế về cái vị trí thao tác, chứ không thì ảnh sẽ đẹp hơn. Nhìn vào cái tấm ảnh này bạn thấy ngay em là người mẫu chứ không phải mấy chú ngựa hay là cái anh chàng đứng sau em. Cái bức ảnh này tự dưng thì đã có một cái đường chéo rồi. Trong ảnh này thì cây cối tự nhiên đã tạo thành một đường chéo cùng với những cái làn đường tụ về một điểm ở đầu chiếc xe phía trước. Trong cái bức ảnh này thì người chụp tập trung vào nền trời. Còn trong cái bức ảnh này thì tập trung vào mặt nước. Mình thấy giá như con thuyền mà nó nằm ở cái vị trí này thì ảnh sẽ đẹp hơn. Bây giờ tới ảnh chân dung. Các bạn chọn chụp ảnh chân dung thuận sáng thì an toàn rồi, chỉ cần xóa phông là đẹp thôi. Hình này thì Vân tập trung vào cái cặp chân mày. Đây là cái điều tối kỵ khi chụp ảnh nhiều người. Các bạn không được để mặt người mẫu bị loang ánh sáng như cái ảnh này thì mới là đúng. Nhưng mà cô ấy là quên hóp bụng cho nên là nhìn ú quá. Chụp ảnh mà để ánh sáng chiếu vào mặt thì sẽ ra cái ảnh mà loang lỗ như thế này. Nhưng mà các cụ bảo mũi to thì sẽ giàu. Tùy các bạn thôi. Tấm ảnh chân dung này chụp ngược sáng. Các bạn chụp ngược sáng bắt buộc phải dùng đèn flash, vì nếu không mặt người mẫu sẽ tối om, các bạn chẳng thấy luôn mặt luôn chứ huống chi là mũi. Các bạn chụp chân dung các bạn có thể để cái máy ảnh gần với hoa sẽ tạo nên một cái đường viền khá là đẹp.
Ở trong cái tấm ảnh này á, thì Vân nó canh cái con chó nên là Vân chỉ chụp cái hoa gần được thế này thôi. Còn các bạn thấy cái bức ảnh này nè, cái hai cái cây thông hai bên á, chụp gần như vậy nó đã tạo đủ cái chiều sâu chưa? Các bạn so sánh giữa hai cái bức ảnh này nhé, chỉ cần thay đổi góc chụp thôi, ra hai tấm ảnh hoàn toàn khác nhau. Còn cái trái thanh long này á, trên cái nhánh cây ấy, thì nhìn giống như tạo dáng giống như là con rồng. Đây là cái ảnh ngẫu hứng tình cờ thôi. Còn đây, con để quả dâu lên tay để mọi người có cái mà so sánh và tự hỏi là không biết có phải đây là dâu biến đổi gen. Còn đây em canh mãi mới chụp được cái cặp bướm này đây. Ok các bạn, đó là cái phần chia sẻ của mình. Thì vấn đề nguyên tắc thì vẫn cứ là nguyên tắc thôi, nhưng mà mình mong các bạn là thưởng thức cái việc chụp ảnh của các bạn. Chúc các bạn có những cái giây phút vui vẻ khi chụp ảnh, và hãy để cho cái sự sáng tạo và cái thẩm mỹ của các bạn có cơ hội. Chúc các bạn chụp được những cái khoảnh khắc để đời trong cái mùa Tết sắp tới. Và đừng quên lì xì cho mình vài like nhé. Tạm biệt các bạn.